Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Tử Vi ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi mà Tử Thông được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên cái hành trình khám phá những cái điều bí ẩn thú vị về vận mệnh. Quý vị có biết và tin vào cái vận may và những cái cơ hội bất ngờ trong cuộc sống hay không? Đặc biệt là khi nói đến đây ấy, thì chúng ta sẽ nói đến những con số may mắn. Ai trong số chúng ta mà chẳng mong muốn được một lần được thần tài gõ cửa trúng số đổi đời, phải không quý vị? Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá về cái vận may cực lớn của 5 con giáp trong cái ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch. Đây không chỉ là cái dịp để cho các bạn kiểm tra lại xem mình có phải là người được chọn để nhận cái món quà bất ngờ từ vũ trụ hay không, mà còn là cái lúc để chúng ta suy nghĩ về những cơ hội đang chờ đón ở phía trước trong công việc, trong tình duyên và cả trong vấn đề tài lộc nữa. Vậy thì liệu quý vị có nằm trong những con giáp may mắn trúng số hay không? Hãy cùng Tử Thông đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy điểm qua những dấu hiệu may mắn nào sẽ xuất hiện đối với 5 con giáp này vào ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch. Và điều đặc biệt là không chỉ có cơ hội trúng số mà còn là những cái điều tốt đẹp trong sự nghiệp, tình duyên và tiền bạc nữa. Quý vị hãy tưởng tượng mà xem, nếu như mà quý vị thuộc một trong 5 con giáp này, biết đâu đây sẽ là cái thời điểm để cho quý vị thực hiện những cái kế hoạch đã ủ từ lâu, nắm bắt những cơ hội may mắn có trong công việc, hay đơn giản chỉ là một cái sự khởi đầu mới đầy hy vọng cho cái chuyện tình cảm. Đặc biệt trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, các yếu tố tam hội nhị hợp và thực thần cũng sẽ góp phần tạo nên những cái cơ hội đầy hứa hẹn. Đây thực sự là cái thời điểm vàng cho một số con giáp khi mà mọi thứ dường như đều như đang ủng hộ các bạn. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Quý vị hãy cùng Tử Thông bước vào cái hành trình khám phá cái vận may và tìm hiểu xem ai là những con giáp được nhận cái sự ưu ái từ vũ trụ trong cái thời gian tới. Quý vị đừng bỏ lỡ những cơ hội, đừng bỏ lỡ những giây phút nào trong video ngày hôm nay, vì may mắn đang chờ đợi các bạn ở sau cánh cửa này. Trước khi đi tìm hiểu chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất hay nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Thưa quý vị, vào cái ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch thì những người tuổi Ngọ được dự báo là sẽ là một trong những con giáp gặp vận may đặc biệt, thậm chí là có thể nắm bắt cơ hội trúng số đổi đời. Với cái sự hỗ trợ từ nhiều cái yếu tố thuận lợi, những người tuổi Ngọ đang đứng trước cánh cửa mở ra cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời, cả công việc, tình cảm và tiền bạc. Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch ấy, những người tuổi Ngọ được hưởng lợi từ cái sự xuất hiện từ cục diện thiên ấn và lại được cái cục diện tam hội tị ngọ mùi nó tương trợ giúp đỡ. Đây là hai cái yếu tố quan trọng giúp cho những người tuổi Ngọ có khả năng nhìn nhận mọi việc một cách là toàn diện hơn và đưa ra những quyết định đúng đắn. Thiên ấn xuất hiện trong thời gian này được xem là một cái biểu tượng của sự sắc bén, cái khả năng phân tích tình huống và đánh giá cái tiềm năng. Với ảnh hưởng này thì những người tuổi Ngọ cũng sẽ dễ dàng tìm thấy những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp hoặc là gia tăng tài lộc. Họ có thể đưa ra những quyết định táo bạo giúp sự nghiệp thăng tiến một cách rõ ràng và tài chính trở nên ổn định hơn, dồi dào hơn. Bên cạnh đó, cái tam hội nó cũng sẽ giúp cho quý vị không chỉ hỗ trợ cho những người tuổi Ngọ trong cái việc là gắn kết các mối quan hệ trong công việc, mà còn giúp cho họ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, từ cấp trên và các đối tác. Nhờ đó mọi kế hoạch của những người tuổi Ngọ đều diễn ra suôn sẻ, đúng hướng và đạt được hiệu quả cao. Không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, những người tuổi Ngọ còn gặp nhiều sự thuận lợi trong các dự án tài chính. Cơ hội trúng số hoặc là nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ là hoàn toàn có thể. Không chỉ may mắn trong cái vận trình sự nghiệp và tiền bạc, những người tuổi Ngọ còn được hỗ trợ hết mình trong cái chuyện tình cảm. Nó mang đến cái sự hài hòa và gắn kết trong các mối quan hệ, giúp cho những người tuổi Ngọ có được một cái mối quan hệ tình cảm bền vững, ổn định và tràn đầy yêu thương. Đây là lúc mà các mâu thuẫn trong tình cảm cũng được hóa giải, mang lại sự thấu hiểu và những cái chia sẻ giữa hai người. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tỷ hòa nữa, nó giúp cho những người tuổi Ngọ cân bằng cái cảm xúc và xử lý các vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn. Những người tuổi Ngọ độc thân có thể tìm thấy những người phù hợp trong cái thời gian này,
mở ra cái cơ hội phát triển một cái mối quan hệ lâu dài và hòa hợp hơn. Còn đối với những ai mà đã có gia đình ấy, thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để quý vị thắt chặt tình cảm vợ chồng, vun đắp cho hạnh phúc chung. Thưa quý vị, và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, thì nhìn chung ấy, trên cái ngày 1 tháng 10 âm lịch là cái thời điểm mà những người tuổi Ngọ sẽ được cái vận may nó chiếu rọi, không chỉ trong công việc mà tài chính, tình duyên còn được phát triển nữa. Đây chính là cái thời điểm để cho những người tuổi Ngọ có cơ hội trúng số đổi đời và thay đổi cuộc sống, tiến lên một cái tương lai tươi sáng hơn. Những người tuổi Ngọ hãy mạnh dạn nắm bắt ngay cái cơ hội này, tin tưởng vào khả năng và cái quyết định của bản thân, bởi đây chính là cái thời khắc vàng cho sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên của họ. Với cái sự kết hợp từ các cát tinh, những người tuổi Ngọ đang có trong tay những cái lợi thế tuyệt vời để bứt phá và đạt được những thành tựu lớn. Quý vị hãy tin vào cái vận mệnh và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp quý vị nhé. Tiếp theo quý vị, con giáp may mắn thứ hai, Tử Thông sẽ gửi đến cùng quý vị và các bạn xin được chúc mừng tất cả những gia chủ tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 1 tháng 10 âm lịch, những người tuổi Mùi cũng được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ, có được những cái cơ hội để thay đổi cuộc sống. Những yếu tố phong thủy thuận lợi tạo điều kiện cho những người tuổi Mùi đạt được những cái bước đột phá trong sự nghiệp, tài chính và cả trong chuyện tình cảm nữa. Đây là thời điểm mà mọi cánh cửa thành công đều đang mở ra chờ đón những ai tuổi Mùi biết nắm bắt đến cái cơ hội. Trong sự nghiệp thì những người tuổi Mùi cũng được tam hội tương trợ, lại được tỷ kiên nó hỗ trợ mạnh mẽ. Thưa quý vị, nó mang lại cho những người tuổi Mùi cái sự kết nối và cái sự hợp tác thuận lợi với đồng nghiệp, với cấp trên và với đối tác. Cái điều này nó giúp cho những người tuổi Mùi có thêm nhiều cái nguồn lực và cái cơ hội để mà phát triển cái sự nghiệp một cách vững chắc. Đặc biệt, cái sự hỗ trợ từ tỷ kiên còn giúp cho những người tuổi Mùi trở nên tự tin mạnh mẽ hơn trong mọi quyết định. Đây là cái thời điểm mà những người tuổi Mùi không ngại đối diện với những cái thách thức và sẵn sàng đưa ra những cái quyết định táo bạo để mà bứt phá. Chính sự tự tin và quyết đoán sẽ giúp cho những người tuổi Mùi đạt được những thành quả to lớn trong công việc, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến và gia tăng cái thu nhập. Những cái dự án tưởng chừng như khó khăn trước đây thì nay lại được giải quyết một cách suôn sẻ nhờ sự quyết tâm và cái sự kiên định của họ. Không chỉ sự nghiệp, những người tuổi Mùi còn gặp nhiều cái thuận lợi về mặt tiền bạc và tình duyên nhờ cái sự kết hợp trong thời gian này được cục diện là tị hỏa sinh cho mùi thổ. Vậy nên lại được cái cục diện tam hội nó tương trợ nữa, nó sẽ tạo điều kiện để tài lộc cho những người tuổi Mùi gia tăng một cách dễ dàng hơn, mang đến nhiều cơ hội tài chính đáng giá. Những người tuổi Mùi đang đầu tư hoặc là làm kinh doanh có thể nhận được những cái khoản lợi nhuận bất ngờ hoặc là những cái cơ hội trúng số đổi đời. Điều này không chỉ giúp cho họ ổn định về mặt tài chính mà còn mở ra nhiều cái triển vọng trong tương lai. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên thì cái cục diện tam hội ấy, cũng như là cái ngũ hành tương sinh, nó tiếp tục phát huy cái tác dụng giúp cho những người tuổi Mùi có những cái mối quan hệ tình cảm bền vững và tốt đẹp. Những ai mà đang trong giai đoạn tìm kiếm có thể sẽ có những cái bước tiến quan trọng trong cái mối quan hệ của mình. Cái sự hài hòa và cân bằng trong cảm xúc là cái yếu tố then chốt giúp cho những người tuổi Mùi và người ấy có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đối với những người mà đã có gia đình thì đây cũng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để mà vun đắp thắt chặt cái mối quan hệ vợ chồng, tạo ra một cái gia đình hạnh phúc và ấm áp. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi quý vị nhé. Thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày 1 tháng 10 âm lịch nó mang lại cho những người tuổi Mùi những cái cơ hội vàng để mà thay đổi cuộc sống. Nói chung ấy, những người tuổi Mùi không chỉ đạt được những cái bước tiến lớn trong sự nghiệp mà còn gặp được nhiều sự thuận lợi trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Đây là thời điểm mà mọi yếu tố đang ủng hộ những người tuổi Mùi, giúp cho họ có thêm nhiều cái sự tự tin và quyết tâm để chinh phục những cái mục tiêu lớn hơn.
Nếu mà các bạn thuộc tuổi Mùi ấy, thì hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng vào cái khả năng của mình. Biết đâu, ngày 1 tháng 10 âm lịch sẽ là một cái cột mốc đáng nhớ, đánh dấu một cái bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của những người tuổi Mùi, quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba, không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thưa quý vị, cái ngày 1 tháng 10 âm lịch là cái thời điểm may mắn cho những ai mà thuộc tuổi Thân. Với cái sự tác động từ các yếu tố phong thủy thuận lợi, những người tuổi Thân có thể nắm bắt được cơ hội để thay đổi cái cuộc sống của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền bạc và sự nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng cần phải chú ý đến các vấn đề về tình cảm trong giai đoạn này, quý vị nhé. Thưa quý vị, trong lĩnh vực tài chính thì những người tuổi Thân được sự hỗ trợ mạnh mẽ của cục diện lục hợp, là tị thân lục hợp. Nó mang đến những cái cơ hội bất ngờ trong cái việc gia tăng cái nguồn thu nhập. Nhờ cái sự tác động này mà những người tuổi Thân có thể nhận thấy rõ ràng hơn những cái cơ hội phát triển về tài chính, đặc biệt là từ các khoản đầu tư hoặc là những cái tình huống may mắn như là trúng số. Cục diện nhị hợp nó giúp cho những người tuổi Thân có cái nhìn thấu đáo hơn, nhạy bén hơn, từ đó họ dễ dàng đưa ra những quyết định chính xác để mà gia tăng thêm cái nguồn lợi nhuận cho mình. Không chỉ là cái nguồn thu ổn định, những người tuổi Thân còn có cơ hội nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ từ những kênh đầu tư trước đây. Nếu mà các bạn thuộc tuổi Thân ấy, thì các bạn đang cân nhắc cái việc tham gia vào một cái dự án mới hay là muốn đầu tư vào lĩnh vực mà mình chưa từng thử sức ấy, thì đây cũng là một cái thời điểm tốt để bắt đầu. Cái sự hỗ trợ từ các casting sẽ giúp cho các bạn dễ dàng đạt được những cái thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, về mặt công việc thì những người tuổi Thân cũng sẽ nhận được cái sự chỉ dẫn từ quý nhân, những cái người có thể giúp cho họ tìm ra những cái giải pháp cho các khó khăn mà họ đã gặp phải. Cái điều này nó tạo điều kiện để cho những người tuổi Thân vượt qua những cái trở ngại, từ đó phát triển sự nghiệp một cách là vững chắc. Cái sự hỗ trợ từ quý nhân không chỉ giúp cho họ hoàn thành trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà còn giúp cho họ mở rộng các mối quan hệ trong công việc, tạo dựng một cái mạng lưới kết nối cho những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân nên tận dụng cái cơ hội này để mà củng cố cái vị thế của mình trong công việc. Đừng có ngần ngại tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Chính cái sự dẫn lối và hỗ trợ từ quý nhân sẽ mở ra những cái cánh cửa mới cho sự nghiệp của họ, tạo ra một cái tiền đề cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh đều suôn sẻ với những người tuổi Thân trong giai đoạn này. Nói chung ấy, trong giai đoạn này chúng ta thấy là tị hỏa nó khắc thân kim. Vậy nên là bị cái cục diện ngũ hành xung khắc, có thể nó gây ra những cái rắc rối, những cái trục trặc trong cái mối quan hệ tình cảm của những người tuổi Thân. Những cái mâu thuẫn có thể xuất phát từ những cái hiểu lầm hoặc là thiếu cái sự hiểu biết giữa hai người. Để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này thì những người tuổi Thân cần phải đặc biệt cẩn trọng trong cách giao tiếp và xử lý các mâu thuẫn. Cái việc lắng nghe đối phương và thể hiện cái sự quan tâm đúng mức cũng sẽ giúp cho họ duy trì được cái mối quan hệ ổn định. Đối với những người mà đã có gia đình, đây là lúc mà quý vị cần phải kiên nhẫn và thấu hiểu để mà không làm tổn thương lẫn nhau. Còn đối với những người đang yêu thì quý vị hãy dành thời gian để tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn, tránh để những cái xung đột nhỏ nó leo thang thành các vấn đề lớn. Bên cạnh đó, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, quý vị nhé. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng cái ngày 1 tháng 10 âm lịch nó mang đến cho những người tuổi Thân những cái cơ hội lớn để mà thay đổi cuộc sống, đặc biệt là về mặt tài chính và sự nghiệp. Với cái sự hỗ trợ của các casting, họ có thể dễ dàng vượt qua những cái trở ngại và nắm bắt được cái sự tăng trưởng. Tuy nhiên, về tình cảm thì các quý vị cũng cần phải chú ý hơn để không xảy ra những cái mâu thuẫn không đáng có, quý vị nhé. Nếu các bạn thuộc tuổi Thân thì hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái điều tuyệt vời bất ngờ. Đồng thời hãy giữ cho mình một cái tâm thế vững vàng để mà vượt qua mọi thử thách, quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ngày 1 tháng 10 âm lịch đánh dấu một cái thời điểm đầy may mắn và cơ hội cho những người tuổi Dậu. Dưới sự tác động của các yếu tố phong thủy thuận lợi, người tuổi Dậu đang ở trong cái thời kỳ có thể đạt được những cái thành tựu to lớn.
không chỉ trong công việc mà còn về mặt tài chính nữa. Tuy nhiên họ cũng cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm, bởi những cái xung khắc nhỏ có thể dẫn đến những cái mâu thuẫn không đáng có. Thưa quý vị, trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch thì những người tuổi Dậu sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ từ cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu, một yếu tố phong thủy đặc biệt có tác động đến cái sự gắn kết và cái sự phối hợp. Điều này giúp cho những người tuổi Dậu dễ dàng hòa nhập và tạo dựng được một cái mối quan hệ tích cực trong cuộc sống, trong môi trường làm việc. Cái sự kết nối này nó không chỉ thúc đẩy quá trình hợp tác mà còn giúp những người tuổi Dậu gặp được quý nhân và được đánh giá cao. Với cái sự trợ giúp từ cục diện tam hợp, những người tuổi Dậu sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển cái sự nghiệp vững chắc và đạt được những mục tiêu lớn mà họ đã đề ra. Đây cũng là lúc để cho họ thể hiện bản thân, đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo và chiến lược táo bạo, từ đó tạo nên những cái bước tiến quan trọng trong công việc. Sự thuận lợi này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu mở ra một cái mạng lưới quan hệ, tạo tiền đề cho sự thăng tiến trong tương lai. Không chỉ có công việc thuận lợi, những người tuổi Dậu còn được hưởng lộc từ tài chính nhờ cái sự hiện diện của cái thực thần nữa. Và cái sự hỗ trợ từ quý nhân nó là một cái yếu tố tượng trưng cho cái sự sung túc, mang lại cho những người tuổi Dậu những cái cơ hội để mà gia tăng thêm cái thu nhập. Những khoản thu nhập bất ngờ có thể đến từ những các khoản đầu tư kinh doanh hoặc là thậm chí là cái cơ hội trúng số. Sự xuất hiện của quý nhân đóng một vai trò giúp cho những người tuổi Dậu ấy có thể tìm ra những cái con đường mới để mà gia tăng thêm cái thu nhập của mình. Quý nhân này có thể là những người đồng hành hoặc là những người cấp trên trong công việc, giúp họ nhìn nhận được cái tình hình tài chính một cách là sáng suốt và tìm ra những cái giải pháp tối ưu để phát triển cái nguồn tài lộc. Nhờ đó mà những người tuổi Dậu có thể đạt được cái sự thịnh vượng về mặt tài chính trong giai đoạn này. Thưa quý vị, mặc dù có nhiều cái thuận lợi trong công việc và tài chính, những người tuổi Dậu lại cần phải cẩn trọng về mặt tình cảm. Trong thời gian này thì cũng gặp những cái ngũ hành xung khắc, đúng không ạ? Tỵ hỏa nó khắc Dậu kim, vậy nên là có thể gây ra những cái hiểu lầm hoặc là những cái mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mà đang trong giai đoạn là tìm hiểu hoặc là vừa mới bước vào một cái mối quan hệ mới. Cái sự thiếu thấu hiểu và giao tiếp kém hiệu quả có thể khiến cho cái mối quan hệ nó trở nên căng thẳng hơn. Đối với những người đã có gia đình ấy, thì đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian hơn để mà lắng nghe và chia sẻ với nửa kia. Cần tránh những cái tranh cãi không cần thiết và tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Cái sự kiên nhẫn và cái sự tôn trọng lẫn nhau là cái chìa khóa để duy trì cái mối quan hệ ổn định và hạnh phúc. Thưa quý vị, để hóa giải những xung khắc và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch là cột mốc quan trọng đối với những người tuổi Dậu, mang đến những cái cơ hội đổi đời với cái sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và cái thực thần, lại có thêm cái vận quý nhân nó dẫn dắt. Vậy nên những người tuổi Dậu có thể đạt được những thành công to lớn trong sự nghiệp và cái tiền bạc của mình. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải lưu ý về cái mâu thuẫn trong cái mối quan hệ tình cảm do cái ngũ hành xung khắc. Quý vị hãy tận dụng cái cơ hội và đón nhận những điều may mắn này đến với mình với một cái tâm thế vững vàng và cẩn trọng quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch nó mang đến cái vận may đặc biệt cho những người tuổi Sửu, mở ra một cái cơ hội lớn để đạt được những cái sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Với sự trợ giúp từ các yếu tố phong thủy thuận lợi, những người tuổi Sửu không chỉ có cơ hội phát triển trong sự nghiệp mà còn đạt được những thành công về mặt tài chính và duy trì cái mối quan hệ tình cảm được bền vững. Trong cái ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch ấy, những người tuổi Sửu sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ cục diện tam hội là Tỵ, Dậu, Sửu. Đây là một cái yếu tố sẽ giúp cho những người tuổi Sửu thúc đẩy cái sự gắn kết và cái sự đồng thuận. Tam hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Sửu nhận được sự hỗ trợ, trợ giúp từ đồng nghiệp, từ cấp trên và những người có tầm ảnh hưởng trong công việc.
Nhờ vậy mà những người tuổi Sửu có thể dễ dàng đạt được các bước tiến quan trọng, vượt qua những trở ngại và đạt được những cái mục tiêu đã đề ra. Cái sự trợ giúp từ cục diện tam hợp nó còn mang đến cái sự ổn định và vững chắc trong các quyết định liên quan đến công việc. Những người tuổi Sửu sẽ cảm nhận thấy cái sự tự tin và sẵn sàng đón nhận những cái thử thách. Đây là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi Sửu đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo hoặc là thử sức với cái dự án mới. Cái sự ủng hộ và cái sự đồng hành của những người xung quanh sẽ giúp cho họ dễ dàng chinh phục mọi cái mục tiêu. Bên cạnh đó, về mặt tài chính thì những người tuổi Sửu cũng được thực thần hỗ trợ, mang đến nhiều cái cơ hội để mà gia tăng thêm cái tài lộc. Thực thần là một yếu tố tượng trưng cho cái sự sung túc và thịnh vượng, mang lại may mắn trong các cơ hội về mặt tài chính. Những người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được sự khởi sắc trong lĩnh vực này, đặc biệt là khả năng gia tăng các nguồn thu. Cái sự ảnh hưởng của thực thần nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Sửu trở nên nhạy bén hơn trong cái việc là nhận biết và nắm bắt được các cơ hội. Đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để đầu tư hoặc là mở rộng các kế hoạch kinh doanh. Không chỉ nhận được các nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính ấy, mà những người tuổi Sửu còn có thể nhận được những khoản thu bất ngờ từ các khoản đầu tư hoặc là may mắn được trúng số đời đời. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu thì cũng được hưởng lợi do được cục diện là tị hỏa nó sinh ra Sửu thổ. Vậy nên nó mang lại cho những người tuổi Sửu ấy cái sự hòa hợp bền vững trong các mối quan hệ. Cái yếu tố phong thủy này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Sửu cảm nhận được sự thấu hiểu và cảm thông từ đối phương, tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ. Đây là lúc để những người tuổi Sửu xây dựng được những cái mối quan hệ tình cảm sâu sắc và ổn định. Những người tuổi Sửu đang trong giai đoạn tìm hiểu sẽ thấy cái mối quan hệ nó phát triển theo hướng tích cực hơn, dễ dàng đạt được sự gắn bó và chia sẻ. Còn đối với những ai mà đã lập gia đình ấy, thì đây cũng là một cái thời gian lý tưởng để mà hâm nóng tình cảm và củng cố cái mối quan hệ vợ chồng. Cái sự kết hợp giữa ngũ hành tương sinh không chỉ mang lại cái sự ổn định mà còn giúp cho những người tuổi Sửu có thêm cái niềm tin vào cái mối quan hệ hiện tại. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, nói chung ngày 1 tháng 10 âm lịch là một cái thời gian đầy may mắn và những cái cơ hội vàng cho những người tuổi Sửu. Với sự kết hợp của các cát tinh, những người tuổi Sửu có thể dễ dàng đạt được những cái sự thành công trong sự nghiệp và gia tăng thêm tài lộc cũng như là duy trì cái mối quan hệ tình cảm bền vững. Đây là lúc để cho những người tuổi Sửu tự tin nắm bắt các cơ hội và biến chúng thành những cái kết quả to lớn trong cuộc sống. Nếu như mà quý vị thuộc những người tuổi Sửu ấy, thì hãy sẵn sàng cho những cái bước tiến lớn và chuẩn bị tinh thần đón nhận những cái thay đổi tích cực. Cái vận may đang ở phía trước, quý vị hãy mạnh dạn bước tới và tận hưởng cái thành công quý vị nhé. Thưa quý vị, trên đây là những thông tin chi tiết về 5 con giáp may mắn nhất vào ngày 1 tháng 10 âm lịch. Thưa quý vị, mỗi con giáp đều có những cái vận may và những cái cơ hội riêng, với những điểm nhấn đặc biệt từ sự nghiệp, tài lộc, tình duyên. Tuổi Ngọ thì nhận được cái sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn và tam hội, mở ra cái cơ hội thăng tiến rõ rệt trong công việc và gia tăng cái thu nhập, đồng thời cũng cải thiện cái mối quan hệ tình cảm được hài hòa. Ngũ hành tỷ hòa, những người tuổi Mùi cũng sẽ không kém phần may mắn khi mà được tam hội và tỷ kiên nó trợ giúp, giúp họ tự tin và quyết đoán hơn trong công việc, đồng thời cũng có được cái sự ổn định về mặt tài lộc. Những người tuổi Thân thì được hưởng lợi từ cục diện nhị hợp và cái sự hỗ trợ từ quý nhân, mang đến những cái cơ hội tài chính bất ngờ và giải quyết các khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng cần phải cẩn trọng trong cái chuyện là giao tiếp, tránh những cái xung đột không đáng có. Còn những người tuổi Dậu thì lại có được cái sự thăng tiến nhờ cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, và được thực thần chiếu mệnh cùng quý nhân giúp họ đạt được cái nguồn thu nhập mới. Tuy nhiên thì cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ nó tác động vào. Bên cạnh đó, cuối cùng là những người tuổi Sửu là con giáp được hưởng lợi từ cục diện tam hợp và thực thần, mở ra cái cơ hội để phát triển sự nghiệp và gia tăng thêm cái tài lộc. Với cái sự hỗ trợ từ cục diện ngũ hành tứ sinh, những người tuổi Sửu có một cái mối quan hệ tình cảm hòa hợp. Nếu các bạn thuộc trong những con giáp may mắn này thì hãy mạnh dạn nắm bắt cái cơ hội đang đến. Đây chính là cái thời điểm vàng để quý vị tận dụng cái sự thuận lợi và thực hiện những cái kế hoạch đã ủ. Đừng ngần ngại
thử thách bản thân, vì vận may sẽ không đến với những ai mà không sẵn sàng đón nhận. Và nếu quý vị thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.